Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh hướng dẫn tuân chỉnh ảnh file Express. Mình là sang Nguyễn, nhiếp ảnh gia chụp ảnh cưới chuyên nghiệp, đã đi trên hơn 20 nước trên thế giới để chụp ảnh cưới cho các cặp đôi và những người nổi tiếng hàng đầu Việt Nam như Thanh Vân, Vân Trang, Hoa hậu Diễm Hương. Ngoài ra mình cũng là đại sứ quảng bá du lịch của Hàn Quốc, được Tổng cục Du lịch Hàn Quốc Việt Nam tài trợ cho những chuyến đi du lịch Hàn Quốc để chụp ảnh và cũng đã tổ chức rất là nhiều workshop, đặc biệt là workshop ở San Francisco Mỹ dạy cho những nhiếp ảnh gia Mỹ chụp ảnh và nhiều workshop Việt Nam Lý do mà Sam thực hiện cái công cụ hướng dẫn này á là bởi vì Sam cũng cùng nỗi đau các bạn lây hoay với Photoshop mà không biết làm thế nào để thoát ra và bởi vì Photoshop nó quá ư là phức tạp Sam đã mất rất nhiều thời gian để mày mò nghiên cứu Photoshop và cuối cùng Sam quyết định là tự làm một cái công cụ để đơn giản hóa những cái kiến thức để giúp các bạn chỉnh ảnh nhanh đẹp hơn với thời gian rất là ngắn Chụp ảnh trong nhà, đặc biệt là chụp kiến trúc á thì mình cần lưu ý những vấn đề sau Thứ nhất là giống như ngoại cảnh thì kiến trúc nó sẽ bị méo do mình sử dụng góc rộng thì mình sẽ phải nắng là cái kiến trúc này thứ hai á là mình sẽ thấy là do là đèn vàng nè cho nên là người sẽ bị ám vàng rất là nhiều và cái thứ ba nữa là chủ thể sẽ tối bởi vì ánh sáng không đủ vì vậy á là mình phải tăng cái phòng tối của bức ảnh lên để nó bật chủ thể lên đầu tiên á là sam sẽ xử lý vấn đề về phối cảnh trước là sửa những cái méo mình mở camera raw lên mình chọn Realmetry và Auto đó nó đã nắng lại cho mình thẳng rồi đó nhưng mình thấy hai cái góc này nó bị dư xíu nè mình sẽ keo kéo expect này lên á thì cô vô chú rễ dài à sao muốn cô vô chú rễ cao ok cột nó thẳng rồi nè ok tới đây là sam thấy tương đối rồi cái thứ hai nữa là sam sẽ kéo chân Ủa, cho tôi đâu chú rể sam sẽ kéo cái phần cái chân này xuống thấp chút để sam chuẩn bị rớt bức hình lại thì nó không có bị ra mà phem giờ Sam sẽ rớt bức hình lại bởi vì cái vòm này rất là đẹp nên là Sam muốn phải giữ cái vòm này lại rồi mình cân đối rồi mình sẽ enter phần dư này bắt đầu mình sẽ ship delete mình xóa bên đây trước ship delete những cái Photoshop bản mới đó, nó rất là thông minh nên là khuyến khích các bạn nên sử dụng những bản Photoshop 2020 2021 nó xóa rất là hay nó sử dụng công nghệ AI nên là xóa rất là tiện những bản cũ mình sẽ không xóa dễ dàng như vậy đâu và nó nắng kiến trúc cũng rất là chuẩn thì đó bây giờ mình đã xử lý xong phần uống lại khung hình cho nó thẳng những cái cột này thẳng đây before rất là méo ha bây giờ mình đã có một cái hình thẳng rồi thì sau khi đã thẳng rồi đó mình bắt đầu mình sẽ xử lý bây giờ sam sẽ thực hiện phần bước một là chủ thể nè sam sẽ làm cho chủ thể sáng lên trước sau đó mới làm màu và xử lý phần ám vàng để mà sáng bức hình này lên thì sam sẽ chọn á là cộng không phải ba khẩu mình tăng maximum luôn càng nhiều càng tốt mình sẽ coi coi chủ thể đủ sáng chưa ok tham thấy chủ thể sáng rồi đó thì khi mà chủ thể sáng rồi á mình sẽ rút lại và mình sẽ quét trừ tạo cái mask xem chọn 90 phần trăm quét vào những cái phùng mà mình chọn thì như vậy á là nó chỉ tăng sáng cái phần chủ thể thôi nó không làm sáng những cái phần của tòa nhà thì bức tường này á, là sam sẽ giữ nó là 90 phần trăm còn phần giữa này sam sẽ cho nó khoảng 50 phần trăm rồi xong bác vô mình cũng không cần quét đều nha mình nên chấm chấm nó có ánh sáng loang loang nó đẹp hơn sau khi mình đã xử lý là cái phần xong cái phần sáng tối rồi đó chỉ có chủ thể sáng thôi sau đó là bây giờ sam làm màu thì để làm màu á sam sẽ chọn cái màu phạt ạt nè có mấy cái màu trong nhà hai màu thì sam sẽ chọn màu ạt đây thì sau khi màu ạt nó khử hết vàng rồi và mình phục hồi lại phần da này mình chọn 20 đi ha mình sẽ coi cái màu da vậy ok chưa rồi màu da vậy xong thấy ok 20 là thấy ok cô dâu thì 20 nó hơi bị hơi bị cam. Ok, Sam sẽ chọn 15 thôi. tiếp tục là bây giờ Sam sẽ trừ vùng tối bớt vẫn có hơi ám vàng nè nên Sam sẽ tiếp tục là giảm qua ba lăng lại trừ cân bằng trắng thêm một cái nữa tăng thêm tương phản cho bức ảnh đó bức ảnh nó sáng hơn nè tương phản nè sau đó là Sam sẽ làm cho váy trắng nữa chọn váy trắng Đây. nếu mà nó ảnh hưởng tới những cái phần khác mình không thích á thì mình có thể chọn quét nó ra đây chỉ giữ cái váy trắng thôi Hey. Before, after mình đã có bức ảnh rất là trong trẻo rất là ạt ở trong nhà với bước này xong á, mà bạn muốn nữa thì bạn có thể là chọn cái cọ bạn chọn chi tiết với những cái kiến trúc á, thì Sam thường á, cộng thêm chi tiết cho nó để nó nét hơn nó nổi bật hơn bởi vì cái tòa nhà này á, nó có những cái đường họa tiết những cái thiết những cái chạm chỗ rất là đẹp nên khi mình tăng chi tiết á bức hình nó nét hơn á thì nó sẽ thể hiện được cái sự đẹp của cái uh, những cái phối cảnh này quét cái váy luôn cho nó nổi bật nhìn nó cổ hơn đây bị pha after ha tòa nhà nó nét hơn thì mình thấy là bị pha từ bức hình tối phối cảnh méo mình sử dụng công cụ file access này mình sẽ xử lý bức hình rất là dễ dàng bức hình rất là ạ.